bây giờ ở miền Tây quê mình. Dù nơi ấy là dùng sâu, dùng xa, cũng có cái chợ để bà con mua sắm đồ Tết. Chợ hồi mới giải phóng, tính trung bình 30 cây số mới có một cái chợ thị trấn quyền lỵ và 60 cây số mới có một cái chợ thị xã tỉnh lỵ. Cứ hình dung như thế để hiểu rằng việc mua sắm đồ Tết hồi ấy rất khó khăn đối với nhiều vùng nông thôn nơi miệt sông nước Cửu Long. Với những ai từng đi qua thời bao cấp, hẳn sẽ còn nhớ rất nhiều chuyện vui buồn thời ấy. Chẳng hạn mấy đứa trẻ con khi may được một bộ quần áo mới, thường thì cất vào tủ rất kỹ để dành Tết mặc. Đến bây giờ ở quê, khi thấy ai mặc đồ mới lúc ngày thường, đều bị trêu chọc sao không để Tết hả mặc là vậy. Ở cái thời tự cung tự cấp như vậy, nên người dân quê thiếu thốn trăm bề. Thiếu ở đây là về vật chất, chứ còn tình nghĩa xóm làng sẽ chia thì có thừa. Từ cất nhà, đám cưới, đám dỗ đến Tết nhất đều chung tay góp sức với nhau. Tết tới, nhà cái bên có nuôi dịch thì lựa vài chục trứng tươi gửi cho nhà hàng xóm để kho nồi thịt. Rồi cọng cải, bó rau, tép hành, trái bầu, trái bí, cũng sớt chia cho nhau, để cái Tết nhà ai cũng tạm đủ đầy trong hoàn cảnh khó khăn chung. Ngay như cành mai trước nhà trổ nụ, nhà kế bên qua xin để chưng Tết, thì chủ nhà cũng không ngần ngại tặng cho dài nhánh để mùa xuân đến với mọi nẻo quê hương làng xóm của mình. Hồi cái thời bao cấp, thịt heo là mặt hàng được nhà nước quản lý, nên muốn có miếng thịt để ăn Tết không phải dễ tìm. Muốn làm heo ăn Tết phải xin phép hoặc báo cáo với chính quyền địa phương. Có lẽ vì vậy mà hình thức làm heo chia thịt trong dịp Tết xuất hiện ở nhiều vùng quê thời ấy. Chia ở đây không phải là tặng không, nhưng cũng khác với bán. Nếu bán là trao hàng lấy tiền ngay, thì kiểu chia thịt lại mang tính đổi chát hàng hóa hoặc công lao động nếu ai có tiền thì trả trước cũng được. Nhưng nếu chưa có tiền mặt thì ghi vào sổ và tính bằng lúa hoặc tính bằng công gặt, công cấy đến mùa vụ kế tiếp. Phần đông bà con đều nghèo như nhau nên ít ai có tiền mặt. Phần lớn chuyển sang trả bằng lúa hột của mùa thu hoạch vào độ ra viên hoặc đổi bằng công lao động. Lúc ấy cứ một ký thịt bằng gặt một công lúa và 800 gram bằng cấy một công tương đương giá trị thịt và thuê công lao động lúc bấy giờ lạ nhất là giá trị các loại thịt hồi đó khác hẳn hay nói cách khác là trái ngược so với các hàng thịt bán ở chợ bây giờ mắt nhất là mỡ kế đến là thịt nạc rồi lòng đầu chân giò bét cùng là xương kể cả xương sườn xương tính hai ký kể một mà cũng chẳng ai ngó tới cái thời bao cấp, người dân thiếu nhất hai chất béo và ngọt, nên mỡ heo được chuộng là vậy. Đặc biệt, làm heo xong, gia chủ thường dành nguyên phần đầu lòng cuốn họng, quyết hậu để nấu nồi cháo, mời bà con chung vui đầu năm. Tình làng nghĩa xóm thật đậm đà thân thiết, một cách mộc mạc chân quê hơn bao giờ hết. Còn tuổi trẻ con, lâu lắm mới thấy miếng thịt heo nên được dành một phần thịt nạc hoặc bánh chè để nướng. Những ai từng được nếm món thịt nướng như thế, chắc chắn rằng cái vị ngọt thơm mãi còn thấm đẫm trong miền ký ức. Dù sau này có ăn các món cao lương mỹ vị cũng không thể sánh bằng. Chia thịt xong, các dì các chị lại ý ới gọi nhau về chế biến. Bếp quê của mỗi nhà lại đỏ lửa không khí Tết trộn trả đầm ấm hơn trong bữa cơm ngày chia thịt. Bên hiên nhà, các loại mứt gừng, mứt chuối, mứt dừa cũng được các chị trổ tài làm khéo. Tất cả đều là vật liệu cây nhà lá vườn nhưng ngọt ngào và ấm áp trong chiều cuối năm. Thật ra Tết đã rụt rịch đến từ sau khi đưa ông Táo về trời và kéo dài cho đến giao thừa. Thời ấy, tiếng nổ cốm, tiếng quét bánh phòng, xen lẫn tiếng pháo cứ râm rang báo hiệu xuân đến rất gần. Những chiếc cấu giả gạo của thời tự cung tự cấp, đến mùa Tết, chúng đảm nhận thêm chức năng để quét bánh phòng. Cả xóm thức liên miên với nhịp chài và tiếng giỡn hớt thả cửa của cánh chị em đi cán bánh giật công. Đây là dịp duy nhất họ quay quần bên nhau, náo nức với cái gì đó rất chung nhưng hoàn toàn không giống việc cấy gạt ngoài đồng cánh đàn ông cũng bị dựng dậy thay phiên cầm chài còn đám con nít cũng biết tranh nhau phơi bánh không có loại việc nào lôi kéo được tất cả mọi người như việc làm bánh phòng dịp tết còn có một loại bánh dân tộc không thể thiếu với tết quê đó là bánh tét đòn bánh tét là lễ với tổ tiên, là chữ hiếu với cha mẹ, là miếng điểm tâm sáng ngày mùng một, là quà quê cho con cháu ở xa. Và hơn hết, nồi bánh tét là nơi ấm áp nhất của mỗi nhà quê trong thời khắc chờ đến giao thừa. Đến ngày mùng một, mùng hai, mùng ba Tết, trẻ con súng xính trong bộ áo mới để dành, còn người lớn thì cũng tươm tất hơn để đi chơi tết thực ra mọi người cứ kéo nhau hết nhà này rồi đến nhà khác hết xóm này lại qua xóm khác người lớn thì với chung rượu chén trà trẻ con thì cũng những trò chơi quen thuộc nơi miền thôn giả vui nhất của tụi nhỏ là được quay quần bên bà bên mẹ với miếng bánh phòng mới nướng còn thơm ngát tết quê Vậy là ba ngày xuân cũng đã qua. Nó đi qua thật bình yên và ngọt ngào. Nó ngọt ngào trong cái tình làng nghĩa xóm của cái thở chưa có chuyện giàu nghèo. Nhắc lại Tết quê của một thời chưa xa lắm, chắc hẳn nhiều người vẫn còn rất nhớ. Đó là những ký ức không thể phai mờ với những người lớn tuổi. Còn đối với thế hệ sống trong thời kỳ đất nước đổi mới, cũng ít nhiều hình dung được ở miền tây quê mình từng có những cái tết quê như thế